câu, một nét đầm sâu câu dân ca Nam Bộ. Em hát tặng anh câu ca quan họ yêu nhau, cười áo cho nhau. Ngoài Bắc mùa này đang trổ hoa cau, trong Nam bây giờ hoa bên lửa. Vâng, xin chào tất cả các bác và anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Audio nhá. Thì ngay từ đầu video em đã gửi đến tất cả các bác và anh chị em một cái đoạn ca nhạc được chạy trên chiếc loa DMX JBL MRX 512 các bác nhá. Thì để mở đầu video đi sâu vào vấn đề thì các bác cho em Tuấn Audio xin một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ cho kênh của bên em nhá. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thì theo những yêu cầu của rất là nhiều bác có gọi điện cho cửa hàng của em Tuấn Audio rằng là nội thất của chiếc loa JBL MRX 512 nó như thế nào, chất âm sao nó lại hay thế mà giá cả thì nó lại rẻ đến như vậy. Thì giới thiệu sơ qua cho tất cả các bác và anh chị em có thắc mắc về vài câu hỏi như vậy, thì là đây là một chiếc loa JBL mang thương hiệu của Mỹ các bác nhá, được sản xuất và đóng gói xuất hàng đi tại Đan Mạch. Đây là chiếc hàng một chiếc loa bãi chứ không phải là chiếc loa mới các bác nhé. Đây là loa bãi treo phòng và nó thực sự nó rất là hay, rất là chất. Em có thể quay sâu vào hơn cho mọi người xem. Đó chính là cái kiểu dáng cũng như là thiết kế của chiếc loa này, là thiết kế thùng cân hình kim cương các bác nhé. Thiết kế thùng cân hình kim cương này nhìn rất là đẹp mắt này. Vẻ bề ngoài thì là có một lớp lưới chống bụi, bên trong thì có thêm một lớp vải để có thể ngăn chặn nhiều bụi hơn. Màn thiết kế này thì là giống như là một chiếc sáp ong các bác nhé, nhìn rất là đẹp mắt, nhìn thấy đã thấy ưng rồi. Và kiểu dáng thiết kế thì con này được trang bị hai đường dây in nhạc input vào loa các bác nhé. Đó chính là hai đường này, một đường ở bên trên và một đường ở bên dưới các bác nhé. Dòng này thiết kế rất là hay, một đường bên trên một đường bên dưới đây này. Đó, em có bỏ một con ra một con tháo. Và bên dưới chúng ta thì có hai chân cắm để có thể là làm cái giá dựng loa các bác nhá. Và ở bên trên thì nhà sản xuất đã ghi đầy đủ thương hiệu của chiếc loa này. Cái này nó hàng bãi nên nó hơi bẩn tí, các bác thông cảm nhá. Thì đây là các bác xem này. Đấy, made in Đan Mạch. Đấy, công nghệ của California USA này. Đấy là của Mỹ này. Made in Đan Mạch các bác nhá, không phải là made in China hay là made in gì khác. Mà đây là dòng loa thuộc phân khúc cao cấp của JBL được đóng gói và sản xuất ở châu Âu, đặc biệt là từ Đan Mạch các bác nhá. Với công suất là điện trở kháng 8 ohm sẽ cho một chiếc loa đánh yêu cầu là 400W thôi, không yêu cầu cao. Các cái dòng loa cao cấp này thì nó không có yêu cầu về công suất nhiều lắm. Tại vì chiếc loa JBL này được trang bị tép neo và bát neo, một trong những cái công nghệ rất là gọi là gì nhỉ, cao cấp đó, một cái công nghệ rất là cao cấp được trang bị cho chiếc loa, và nó cho cái trọng lượng của chiếc loa nó cực kỳ là nhẹ chứ không phải là nặng như những chiếc loa khác. Nhà em có rất là nhiều các sản phẩm thì đây là một trong những sản phẩm được đánh giá khá là cao về cái chất lượng cũng như là cái cân nặng, từ tiếng cho đến là độ nặng, rồi là cho đến vẻ đẹp bề ngoài thì rất là bắt mắt các bác nhá. Đây là nội thất thì bên em đã mở ra rồi, thì có thể quay cho các bác xem. Đây là vỏ thùng thì đã được trang bị gỗ ép đa lớp các bác nhá, một gỗ ép đa lớp rất là chắc chắn. Cái này thì em cũng không tìm hiểu là nó được xuất xứ từ đâu. Và bên trong thì một chiếc loa với cái công nghệ là bát neo rất nhẹ nhàng đó, và trên một chiếc bát này thì là đã ghi đầy đủ hết các cái thông số cũng như là mã của chiếc bát này là như thế nào. Đây em quay cho các bác xem, JBL mã là 262H1, nơi đánh ở điện trở kháng 8 ohm. Với đây là các cái thông số yêu cầu của chiếc loa thôi các bác nhá, cũng không vấn đề gì. Và đây là cái công nghệ này, bát neo từ neo này, một cái thanh nhôm chịu lực rất là chắc chắn,
nhìn thế này thôi nhưng mà nó rất là cứng nha các bác nhá. Công nghệ để làm ra một chiếc từ từ neo này nó đáng giá, và cái giá trị của nó như thế nào, rất là tiện lợi cho cái khâu vận chuyển. Đây, gân của các bác đây. Đó. Rất là đẹp phải không ạ? Bên ngoài thì là bát với 3 đường viền, và gân là gân vải. Đó, gân vải tẩm dầu Ophanol. Rất là chắc chắn. Những cái hàng như thế này thì các bác yên tâm, khi mà cái tiếng bát nó đánh ra thì cực kỳ là sáng nhá. Nhưng mà riêng về cái dòng JBL này thì theo quan điểm của em Tuấn Audio thì nó sẽ thiên về những cái tiếng và lời, nó sẽ thiên về nhiều hơn. Bát này nó chỉ là phụ thôi. Nên là khi mà các bác mà set up những cái con loa JBL cao cấp như thế này thì anh em sẽ cắt bớt phần tiếng bát đi, và không bao giờ lo bị cháy bát hay là cháy tép nha các bác nhá. Anh em sẽ điều chỉnh cân bằng đầy đủ hết, nên các bác không bao giờ phải lo. Dùng vài chục năm cũng được, không vấn đề gì hết. Rốn rất là sâu. Quay này cho các bác xem, rốn rất là sâu. Một chiếc loa JBL rốn cực kỳ là sâu và chất lượng này. Ba đường vân. Rất chất lượng. Đây không phải là hàng Trung Quốc các bác nhá, không phải là sản xuất tại Trung Quốc mà nó sản xuất tại Đan Mạch. Em nhấn mạnh lại một lần nữa cho tất cả các bác cùng xem. Và cái phần nội thất bên trong thì nhà sản xuất đã khá là chú trọng cho cái việc là chỉnh sửa cho cái phần nội thất, về đặc biệt là cái bông tiêu âm. Bông tiêu âm thì trang bị đầy đủ hết từ đầu cho đến đít luôn, chứ không như là mấy cái kiểu loa mà chỉ có mỗi một bên bát thôi. Cái bông tiêu âm này được trang bị gần ấy. Nhưng mà riêng về cái dòng JBL MRX512 này thì nó đã được trang bị bông tiêu âm đầy đủ từ đầu cho đến cuối. Đấy, từ đầu cho đến cuối các bác nhé, từ bên loa cho đến bên tép. Và các cái dây dợ này, các cái dây nhà thiết kế thì cực kỳ là chú trọng luôn, họ làm rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Đặc biệt là bộ phân tần thì cực kỳ là nhỏ gọn, nhưng mà cái chất lượng thì không thua kém bất kỳ cái dòng loa sản phẩm nào các bác nhé. Đó, ăn nhau cái công nghệ, chứ còn để mà ông cứ thích phân tần to mà ăn được thì chưa chắc đâu. Đó, công nghệ nó là như vậy. Tiếng cực kỳ là hay. Thì ngay từ đầu bên cửa hàng em Tuấn Audio đã cho các bác và anh chị em xem rồi, nghe rồi. Rất là hay phải không ạ? Còn đây là một chiếc tép. Con tép này thì là cũng khá là nhẹ nhàng và có thể xoáy được ra các bác nhá. Ta có thể xoáy được ra. Đây. Đấy, mã đây. 2408. Quay này cho các bác xem dễ hơn. Đó, 2408 USA. Made in USA, công nghệ của Mỹ đấy. Rất là hay. Con dòng này thì rất là hiếm trên thị trường. Để mà mua được những cái dòng sản phẩm như này thì cực kỳ là hiếm. Chiếc tép này thì với độ vát lên đến là 90 độ thì cho chúng ta một cái nòi truyền đi rất là xa luôn. Cái dòng này thì cực kỳ là hay, cực kỳ là ấn tượng. Với âm Tuấn Audio thì những con hàng như này thì cực kỳ là chất. Với một kiểu giá là có thể làm này, có thể treo này, có thể dựng đứng lên này. Khá là phù hợp cho những anh em nào mà đam mê treo mà thỉnh thoảng lại thích sửa đổi vị trí ở đấy. Những dòng này nó rất là phù hợp nha các bác nhá. Rồi thì giới thiệu sơ qua. Lại một lần nữa là loa đến từ Đan Mạch, công nghệ của Mỹ, với là bát neo và tép neo. Phân tần đầy đủ, tiếng nhạc rất là trong, là sáng. Thì ngày hôm nay giá cả bên cửa hàng em Tuấn Audio đưa ra cho tất cả các bác và anh chị em với cái giá là bao nhiêu? Với cái giá chỉ có 25.999.000. Rồi, con số rất là đẹp phải không ạ? Em không muốn cho đến 26 triệu nhưng mà em chỉ cho đến 25.999.000 thôi. Và nếu mà các bác cảm thấy ưng với cái dòng sản phẩm loa JBL MRX512, hoặc là anh em có thể gọi là MRX500 cũng được, vì nó có hai thông số mà. Nên các bác có thể gọi là MRX512, mà tên của nó cũng gọi là MRX500, nó đều giống nhau các bác nhá. Mà ưng cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em Tuấn Audio 0974251246. Em sẽ hỗ trợ cũng như tư vấn cho tất cả các bác và anh chị em mua sản phẩm cho hợp lý nhất nhá. Và em cũng xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video tiếp theo lần sau của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại.